Rồi, thì mình nói lại ha, nói lại là hồi hồi thứ tư á, hồi thứ tư thứ năm á là mình học line layout, thì tất cả các view con của nó là nó sẽ được sắp xếp theo chiều ngang với chiều dọc, đúng không? Nó sẽ sắp xếp theo cái chiều ngang chiều dọc. Còn relative layout hôm nay chúng ta học á, thì những cái view con bên trong nó sẽ được xác định thông qua những cái vị trí và những cái mối quan hệ giữa các view con đó với lại view cha, hoặc là giữa các cái view con đó với cái những cái view con còn lại ở trong cái parent của mình, ở trong cái layout cha của mình. Rồi, thì để hiểu rõ hơn á thì mình sẽ đi qua một vài ví dụ ha. Thông suốt đi qua một vài ví dụ thì các bạn sẽ được nắm rõ và các bạn sẽ phân biệt được là giữa cái Relative layout với Line layout nó sẽ khác nhau cái gì ha. Rồi, bây giờ vẫn như thường lệ thôi các bạn. Các bạn có thể sử dụng cái project cũ, sau đó là các bạn tạo ra một cái layout mới cũng được ha. Còn ở đây là mình sẽ tạo ra một cái project mới để cho nó tiện hơn ha. Các bạn có thể sử dụng cái project cũ, sau đó là các bạn cũng thực hiện như những cái mà chúng ta đã học hồi buổi trước vậy đó ha. Mình sẽ tạo ra một cái layout đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái layout, và thay vì ở đây á mình set là line layout thì mình sẽ set ở đây là relative layout để mình có thể mình cho các bạn thấy rõ hơn ha. Rồi, thì ở đây là relative layout. Bây giờ mình sẽ giống như hồi buổi trước luôn ha, mình sẽ đầu tiên là mình sẽ margin để các bạn dễ phân biệt được giữa cái kích thước của cái màn hình với lại là cái layout của chúng ta ha. Mình sẽ margin là 5 dB và mình sẽ background cho cái relative layout đó ha. Rồi, mình set lại một cái màu cho nó nhã nhặn hơn xíu. Rồi đây ha, vẫn là một cái màu xám cũ như vậy ha. Rồi, bây giờ để mình demo được cái phần này á là mình sẽ tạo ra ba cái test view ha. Ba cái test view. Cái test view đầu tiên á là mình sẽ set cái chiều rộng cho nó là 200 dB đi ha. Rồi, ở đây mình set cứng để cho các bạn dễ phân biệt được là cái những cái test view đó nó sẽ di chuyển như thế nào ha. Còn cái việc width height á thì như như mình đã nói ha, các bạn hạn chế cái việc này. Mình set cứng thì sau này khi mà các bạn học ribbon size á thì nó sẽ dễ dàng hơn với các bạn, nếu như mà cái giao diện của các bạn á là nó có ít cái phần mà thay đổi kích thước, set cứng kích thước ha. Rồi, 200 dB ha, và còn height của nó là mình cho là 50 dB thôi ha, 50 dB nhé. Rồi, mình sẽ set cái background cho nó ha. Mình sẽ set một cái background đi. Mình nhấn đại ha, set một cái background cho nó màu đỏ đi ha. Rồi, ở đây mình cũng cho cái một cái test đi để cho các bạn có thể thấy rõ là mình đang di chuyển cái test nào ha. Ở đây mình ghi là view 1 ha. Rồi, và mình set cho cái view 1 đó vô chính giữa luôn. Mình sẽ sử dụng là Gravity Center ha. Cái này quá quen thuộc với các bạn rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ copy ha. Mình sẽ copy, mình sẽ tạo ra ba cái test view. Rồi, cái test view thứ hai á mình đặt nó là view 2 đi ha. Mình đặt nó là view 2 và mình set cái width cho nó sẽ ngược lại với cái thằng view 1 là 5, width của nó là 50 dB và height của nó là 200 dB ha. Và mình set lại thành một cái màu khác. Rồi, mình set lại thành màu xanh đây đi. Rồi, và tiếp theo là cái view số 3 ha. View số 3 bây giờ mình sẽ set cái width của nó thành một cái hình vuông đi ha, 100 dB, 100 dB nhé. Rồi, và mình cũng set cái màu cho nó luôn. Rồi, ở đây là mình đang có ba cái test view ở trong cái relative layout, đúng không? Rồi, các bạn cũng thấy là cái relative layout á, khi mà chúng ta để một cái mặc định vô trong đó ha, thì những cái view con của nó luôn luôn nó nằm ở phía bên trái, đúng không? Luôn luôn nằm ở phía bên trái nè. Rồi, bây giờ ở trong cái
Relative layout thì mình cũng có cái thuộc tính là gravity đúng không? Mình có thuộc tính gravity, mình sẽ ôm lại cái thuộc tính gravity này ha. Là gravity này khi mà các bạn gọi cái gravity ở trong cái relative layout thì tất cả các view con ở trong cái relative layout đó nó sẽ được ứng với cái gravity này. Ví dụ như gravity đây mình đang set là center đúng không? Thì ba cái view con ở trong này nó đều di chuyển vô chính giữa hết, tại vì mình đang set gravity center này. Rồi thì ở trong cái gravity center đó, nó có một cái đặc điểm là cái gì các bạn còn nhớ không? Đó là mình có thể set hai cái giá trị vô trong cái gravity center bằng cách là mình sẽ sử dụng một cái dấu gạch đứng và kèm theo cái giá trị thứ hai. Ở đây giả sử như là mình là center right đi ha, center right đi ha. Rồi bây giờ giả sử như mình thêm một cái test view nữa ha, mình sẽ thêm một cái test view nữa, mình cho nó là map parent wrap content luôn. Rồi mình cũng set cái test cho nó đi, test cho nó đi ha, abcd gì đó. Rồi rồi mình set cái background luôn để cho các bạn dễ thấy nó đang nằm ở đâu ha. Đây đó, các bạn có thấy là khi mà mình thêm một cái test view nữa thì toàn bộ những cái view con ở trong relative layout nó đều ứng với cái gravity này không, đúng không? Nó đều là xếp cái center và right. Thì tại sao ở đây nó lại qua cái left? Tại vì căn bản là cái map parent của cái test view này là nó đẩy toàn bộ cái này đi qua bên phải thôi. Còn nếu như mà các bạn để thành là wrap content á thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhảy qua bên trái ha. Thì cái điều này á là mình cũng đã nói ở trong cái line layout rồi. Cái wrap content là gì, map parent là gì thì các bạn cũng hiểu rõ cái phần này rồi ha. Rồi thì ở đây á các bạn để ý ha, là ở trong line layout á là mình sẽ xếp dựa vào cái orientation của line layout đúng không? Còn cái relative layout này á, như lúc đầu mình nói á, là nó sẽ phụ thuộc vào cái mối liên hệ giữa view con với view con hoặc là view con với view cha, là cái thằng relative layout này ha. Vậy thì làm sao để xác định được là cái view con nào là của cái view con nào? Làm sao để xác định được là cái view con nào để cho những cái view con khác nó có thể có cái mối liên hệ với nhau? Thì để mà xác định được những cái view con ở trong cái relative layout này hoặc là những cái về sau á, để các bạn có thể xác định được là mình muốn sử dụng cái view con nào ở trong cái giao diện của mình, thì mình sẽ đặt ID cho cái từng cái view con cho nó, kể cả là view cha mình cũng thể đặt ID luôn ha. Vậy thì ở trong cái Android này thì để xác định được một cái view con, một để mình xác định được một cái view bao gồm là layout hoặc là widget gì đó thì mình sẽ đặt ID cho nó. À, ví dụ như ở đây mình đặt là ID cho cái test view mà mình mới thêm nè. Thì để mà các bạn có thể đặt được cái ID cho cái test view mới thêm á thì các bạn sẽ gõ là chữ ID ha. Các bạn gõ chữ ID thì nó sẽ gợi ý cho các bạn là Android ID á. Rồi các bạn nhấn Enter một phát. Rồi thì ở trong cái dấu phẩy này nè, ở trong cái dấu ngoặc kép á thì mặc định cái syntax mà để các bạn có thể set cái ID cho một cái widget á bằng cách là mình sẽ a cộng cộng ID set, và sau cái dấu set nó sẽ là tên của ID nha, tên của ID nha. Rồi ví dụ như ở đây mình là tt test 1 ha, mình đặt là cái ID cho cái thằng test view này là tt test 1 ha. Rồi bây giờ mình sẽ tương tự, mình cũng sẽ đặt ID cho ba cái test view còn lại ha. Rồi ở đây ví dụ như mình đặt ID cho cái test view này là tt view 1 ha. Rồi cái thứ hai mình cũng đặt ID cho nó là tt view 2 ha. Và cái cuối cùng mình sẽ đặt là ID cho nó là tt view 3 ha. Đó là mình sẽ có tổng cộng là 4 cái test view ở trong relative layout đúng không? Mình sẽ có 4 cái view con ở trong relative layout và mỗi view con đều đặt ID cho nó. Đây, đặt ID cho nó. Rồi, vấn đề ở đây là bây giờ là như thế nào? Bây giờ mình muốn á, là trong 4 cái view con này nè, 4 cái view con này, mình chỉ cần cái view con của view 1, view 2, view 3 nó mới set được,
nó mới lấy cái thuộc tính của cái graffiti thôi. Còn cái thằng test này nè, cái test mù mà mới vừa thêm vào á, là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái graffiti của Reality Layout. Thì mình sẽ làm như thế nào? À, thì để mà cái thằng test 1 này mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái thằng Reality Layout này, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái Reality Layout ha, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái graffiti nằm trong cái Reality Layout này, thì chúng ta sẽ có thêm một cái thuộc tính nữa, đó là cái thuộc tính là Inner Graffiti. Đây ha, Inner Graffiti. Đây, các bạn có thấy cái từ Inner này quen không? Ở trong Git á, ở trong Git các bạn sẽ thấy là có một cái file là Git Ignore á. À, thì cái Git Ignore này á, ở trong cái Git ha, mình liên hệ thực tế một chút ha. Ở trong cái Git của mình có một cái file Git Ignore này, thì ở trong cái file Git Ignore này á, là nó sẽ chứa toàn bộ những cái tên file, những cái đường dẫn mà các bạn không muốn nó up lên GitHub, đúng không? Không muốn nó up lên GitHub. Ví dụ như các bạn tạo cái project ra thì những cái thư viện mà nó có thể down lại á, các bạn cũng không có cần up lên GitHub để làm cái gì hết, thì nó sẽ được khai báo ở trong cái Git Ignore. Thì ở đây cũng vậy ha, để mà cái thằng test view này nè nó không bị ảnh hưởng bởi cái thằng graffiti mà mình test ở trên Reality Layout, thì mình sẽ có một cái thuộc tính là Ignore Graffiti, và sau đó ở trong này mình sẽ truyền tên ID của cái view con này mà mình muốn mà nó không bị ảnh hưởng bởi graffiti. Ở đây ha, giả sử như ở đây mình muốn là cái thằng TST test 1 nó sẽ không bị ảnh hưởng, thì mình sẽ truyền cái ID vô cho nó ở đây ha. Mình sẽ truyền vô cái test 1 ở đây. Đó, các bạn thấy khi mà mình sử dụng ignore graffiti và mình truyền cái ID của cái thằng mà mình không muốn nó ảnh hưởng bởi graffiti á, thì nó sẽ tự động nó sẽ không ảnh hưởng ha. Ở đây ví dụ như là test 1 ở đây nhá. Test 1 ở đây mình truyền cái ID mà mình muốn là nó không bị ảnh hưởng vô trong cái ignore graffiti, thì nó sẽ tự động nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đó, các bạn sẽ thấy là ba cái test view, view 1, view 2, view 3 nó vẫn chịu ảnh hưởng của graffiti, nhưng mà cái TT test 1 này nó sẽ không bị ảnh hưởng. Hai các bạn. Đó, là chúng ta sẽ học thêm một cái thuộc tính mới là ignore graffiti. Ha. Rồi. Tiếp theo, bây giờ mình đến cái phần quan trọng nè. Bây giờ mình tạm thời mình sẽ xóa cái test view 1 này ha, cái TT 1 này đi ha. Rồi, và mình cũng xóa luôn cái ignore này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô phần chính ha. Được hết nha Tính, được hết nha ha. Được hết ha. Tí chúng ta sẽ thử sau cái phần này nhé. Rồi, bây giờ cái đầu tiên. À, trước khi mà mình vô cái graffiti, vô cái Reality Layout á, thì mình sẽ lưu ý với các bạn, mình sẽ nói lại cho các bạn ha. Thì ở trong cái Line Layout á, mình đã nhắc đến cái từ là parent, đúng không? Mình đã nhắc đến cái từ parent ở trong cái map parent ở đây. Thì mình nhắc lại là cái parent nó sẽ là view cha, thì view cha ở đây là tương ứng là cái thằng Reality Layout, và view con là sẽ là toàn bộ những cái widget, những cái layout nó nằm ở trong cái thằng view cha là Reality Layout này. Hai các bạn, à, các bạn nhớ giúp cho mình cái chữ parent với cái chữ view con ha, để tí chúng ta học sẽ học một số cái thuộc tính á, thì nó sẽ liên quan đến cái từ đó. Hai các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ là mình sẽ tạm thời mình cũng sẽ bỏ cái graffiti này ra luôn ha. Rồi, bây giờ phần tiếp theo. Ở trong này các bạn lưu ý cho mình là có một số cái thuộc tính như sau. À, thuộc tính như sau ha. Bây giờ đầu tiên á, là mình sẽ học về cái việc là mình sẽ định vị cái view con nó sẽ liên hệ với cái thằng view cha là cái thằng Reality Layout này. À, thì ở trong cái thuộc tính đầu tiên ha, thuộc tính đầu tiên là cái mối liên hệ giữa cái thằng view con với view cha á, thì mình sẽ có
Đầu tiên, giả sử như ở đây mình lấy cái thằng view 3 này đi. Mình lấy cái thằng view 3 này đi ha. Rồi. Bây giờ mình có thuộc tính đầu tiên là cái thuộc tính là mình muốn cái thằng view 3 này nè nó sẽ di chuyển qua cái bên bên phải này. Nó sẽ di chuyển qua bên phải này. Mà nó sẽ cái cạnh á, cái cạnh của thằng view cha cái cạnh của nguyên của cái cụm view 3 này nè, nó sẽ di chuyển qua luôn để nó sát với cái cạnh của cái thằng parent bên phải này. Thì đầu tiên mình sẽ có thuộc tính là alien parent. Alien parent. Đây, mình gõ cái chữ alien parent đi. Rồi, thì các bạn thấy khi mà mình gõ cái chữ alien parent á, nó sẽ có là alien parent n right left bottom star top. Rồi, thì tại sao là lúc ban đầu mình nói á, buổi trước mình nói á là nó chỉ có bốn cái hướng để nó đi là top, bottom, left, right thôi. Nhưng mà tại sao ở đây nó lại có thêm star với n nữa? Thì căn bản cái star với n này nè các bạn, cái star này nè là nó sẽ tương đương với cái parent left, và cái n này nó sẽ tương đương với cái parent right ha. Có nghĩa là n nó sẽ tương đương với bên phải và star nó sẽ là tương đương với bên trái. Thì tại sao nó lại có thêm cái star với n nữa? Tại vì á là hiện tại là Android nó đang thêm vô cái style với cái n này á, để cho cái hiệu suất khi mà nó render cái giao diện của mình ra á, nó sẽ được tốt hơn ha. Thế nên là khi mà các bạn sử dụng cái left này nè, sử dụng cái left hoặc cái right á, thì nó sẽ đề nghị là nó sẽ thêm vô một cái nữa là star hoặc là n ha các bạn. Thực chất là nó chỉ có bốn chiều thôi ha, là trên dưới trái phải thôi ha. Rồi thì cái alien này nè có nghĩa là gì? Alien parent này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cạnh chấm 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 của view con và cạnh chấm 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 của view cha nó sẽ thẳng hàng với nhau ha. Rồi mình ví dụ thực tế luôn. Bây giờ á, là mình sẽ chọn đầu tiên là alien parent right ha. Alien parent right, và cái tham số truyền vào ở trong này á, nó lại sẽ là true hoặc là false ha các bạn. Các bạn nhớ giúp mình ha, cái nào mà mối liên hệ mà nó liên quan với cái thằng parent á thì mình sẽ truyền vô là true hoặc là false, còn khi nào mà nó liên hệ với cái thằng view con á thì mình sẽ truyền id của thằng view con vô ha. Thì ở đây là mình đang liên hệ với cái thằng view cha, thế nên là mình sẽ truyền cái giá trị vào là true hoặc là false. Ở đây mình truyền true đó. Cái thuộc tính này có nghĩa là cạnh bên phải của view con ha, cạnh bên phải của view con là cái cạnh bên phải của cái view 3 này nè, và cạnh bên phải của view cha là cạnh bên phải của cái relative layout này, nó sẽ thẳng hàng với nhau nha, nó sẽ thẳng hàng với nhau ha các bạn nhá. Rồi bây giờ mình thử thêm một cái nữa ha, mình vẫn sử dụng view cha luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng là layout elegant parent bottom. Rồi mình cũng true luôn đó. Các bạn thấy không, khi mà mình sử dụng cả hai cái này là có nghĩa là cạnh phải của view con thẳng hàng với cạnh phải của view cha ở đây đúng không, ở đây đó, và cạnh dưới của view con nó sẽ thẳng hàng với cạnh dưới của view cha. Đây đây, cạnh dưới của view con nó sẽ thẳng hàng với cạnh dưới của view cha. Kết hợp hai cái đó lại á, thì cái thằng view 3 này nó sẽ nằm xuống phía góc ha, phía góc này. Rồi mình tiếp tục luôn ha, cũng là cái view 3 đó luôn. Bây giờ mình sẽ thêm là parent left ha, parent left. Rồi mình cũng true luôn đó. Khi mà mình sử dụng cái parent left là true thì có phải là mình sẽ có ba cái điều kiện ở trong này đúng không, là cạnh phải của view con trùng với cạnh phải của view cha, cạnh dưới của view con thẳng hàng với cạnh dưới của view cha, và cạnh trái của view con thẳng hàng với cạnh trái của view cha. Ở đây ha, thì khi mà các bạn sử dụng cái left với right này nè thì cái thằng layout này á nó sẽ không còn tác dụng nữa ha, nó sẽ không còn tác dụng nữa ha. Thế nên là các bạn ghi cái này á là chơi chơi như vậy đó, nhưng mà
thực chất là nó sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cái thằng Lightweight này nữa ha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình cái việc này ha. Nhưng mà mặc dù là nó không bị ảnh hưởng, nhưng mà các bạn không có bỏ nó được nha các bạn. Các bạn không có bỏ nó được ha. Các bạn không có bỏ được. Tại vì là cái thuộc tính width 2 của nó là đã mặc định. Mỗi cái width gate là đều phải có width 2 hết rồi. Thế nên là khi mà các bạn sử dụng cái này, cái left với cái right của cái parent á, thì cái width nó sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Ha. Và cũng tương tự ha. Bây giờ mình sẽ thêm cái thuộc tính nữa để cho nó hết luôn ha. Nó là alien parent top. Mình sẽ là bằng true. Đó. Thì ở đây là bốn cái thuộc tính mà nó cạnh sẽ so với cái view cha ha. Thì khi mà mình top ở đây nữa rồi á, thì đồng thời là cái thằng hai này nó sẽ cũng không còn tác dụng nữa ha các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại là mình sẽ có cái gì ha. Đầu tiên là mình sẽ có là những cái thuộc tính cho mối quan hệ giữa cái thằng view con và view cha, đó là parent right, parent bottom, parent left và parent top ha các bạn. Nha, rồi, đây là bốn cái thuộc tính đầu tiên ha. Rồi. Tiếp theo ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái thằng này đi. Bỏ thằng này đi để cho nó quay lại nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ là so với cái thằng view cha là mình sẽ còn thêm ba cái thuộc tính nữa ha. Rồi. Mình sẽ đầu tiên á, mình cũng lấy cái thằng view 3 đây luôn để mình test luôn cho nó dễ ha. Rồi, thì cái thuộc tính tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái thuộc tính là center in parent. Ha, center in parent. Đây, khi mà các bạn nhấn chữ layout center ha, chữ center không đó thì mình sẽ có ba cái thuộc tính này. Rồi, cái thuộc tính đầu tiên là center in parent là gì? Center in parent có nghĩa là chính giữa của cái thằng parent, là chính giữa của thằng relative layout này nè. Đó, có nghĩa là khi mà các bạn nhấn cái center in parent này bằng true. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái view của mình á, nó sẽ nằm chính giữa. Đó, các bạn sẽ thấy là nó căng chính giữa không? Nó căng chính giữa của cái thằng layout cha, là cái thằng relative layout này. Ha. Rồi. Tiếp theo, bây giờ mình bỏ cái này đi ha. Rồi, tiếp tục là mình sẽ có thêm tục là center horizontal bằng true. Rồi, thì cái center horizontal bằng true này nó là cái gì? Nó sẽ canh cái thằng view con nằm giữa theo chiều ngang. Hai các bạn. Ha, rồi nằm giữa theo chiều ngang. Đây, cái này là cái chiều ngang của mình nè. Ha, là horizontal á các bạn. Có nhớ chữ horizontal với vertical bên Lanila không? Đó, thì mình cũng mường tượng ra được là cái horizontal là nó sẽ theo cái hướng nào rồi đúng không? Horizontal là nó theo cái hướng ngang như thế này nè. Thì cái center horizontal á, nó sẽ là bằng true. Nếu như mà bằng true thì nó sẽ di chuyển cái view, nó sẽ vô chính giữa so với chiều ngang của mình. Ha. Rồi, vậy thì center vertical thì như thế nào? Đây, center vertical bằng true. Đó, thì nó sẽ canh giữa theo chiều dọc. Nha. Canh giữa theo chiều dọc. Nha. Rồi, ok. Rồi, mình đã học thêm ba cái thuộc tính mới. Đó là center in parent. Ha. Center in parent. Center in parent bằng true. Thì nó sẽ vô chính giữa. Rồi, tiếp theo là center horizontal. Nó sẽ canh theo chiều ngang. Và center vertical. Nó sẽ là canh theo chiều dọc. Ha. Đây. Đó. Rồi. Mình nhắc lại những cái thuộc tính nãy giờ mình học ha. Để cho các bạn ghi nhớ là một lần nữa nha. Rồi. Cái thuộc tính đầu tiên là nó là mối liên hệ giữa cái thằng view con và view cha. Đúng không? View con và view cha. Thì mình sẽ có những cái thuộc tính liên quan tới là elegant parent. Ha, elegant parent. Ha các bạn. Rồi, elegant parent ha. Đầu tiên là elegant parent right. Ha, elegant parent right. Là có nghĩa là cạnh phải của view con
sẽ trùng với cạnh phải của view chart ha. Mình thay đổi một tí cái chữ chữ trùng với cái chữ thẳng hàng để cho các bạn dễ hình dung hơn ha. Cạnh phải của view con nó sẽ trùng với cạnh phải của view chart, là mình sẽ sử dụng là layout elegant parent right. Rồi tiếp theo là elegant parent bottom bằng true. Đó là cạnh dưới của view con sẽ trùng với cạnh dưới của view chart ha. Đó rồi tiếp tục ha, elegant parent left bằng true là cạnh trái của view con nó sẽ trùng với cạnh trái của view chart. Và cuối cùng là elegant parent top, nó sẽ là cạnh trên của view con trùng với cạnh trên của view chart ha. Đó đó là bốn cái thuộc tính của mình nè. Rồi tiếp theo ha, là mình sẽ có ba cái thuộc tính nữa, đó là layout center ha. Layout center, rồi mới nãy lúc mới nãy mình đang sử dụng là layout elegant parent đúng không, thì bây giờ mình sẽ có là layout center. Thì layout center nó sẽ có ba cái thuộc tính là layout center in parent, nó sẽ canh cái view vào chính giữa của thằng view chart ha, vào chính giữa của thằng view chart ha. Rồi tiếp tục là layout center horizontal, nó sẽ là canh view con theo chiều ngang của view chart ha. Center horizontal canh chính giữa view con theo chiều ngang của view chart. Và cuối cùng là layout center vertical bằng true, nó sẽ là canh cái view con chính giữa theo chiều dọc của view chart ha. Ok chưa? Rồi ok rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ qua tiếp theo ha, qua tiếp theo nhé. Rồi bây giờ để demo được cái thằng tiếp theo á, là mình sẽ cho cái thằng view chart này nó sẽ vô chính giữa ha, nó sẽ vô chính giữa nhé. Rồi rồi tiếp theo mình sẽ học mối liên hệ giữa các view con với nhau ha. Nãy là mình học là mối liên hệ giữa view con với view chart rồi, bây giờ mình sẽ học là mối liên hệ giữa view con với nhau ha, các view con với nhau. Rồi thì ở đây mình sẽ demo như sau. Mình sẽ có đầu tiên ở trong cái mối liên hệ giữa view con view chart á, thì mình sẽ có là view con này nó sẽ nằm trên view con khác, hoặc là nằm dưới view con khác, hoặc là nằm phải so với view con khác, và nằm bên trái so với view con khác ha. Rồi thì đầu tiên bây giờ mình muốn cái thằng view 2 này nè, cái thằng view 2 này nè các bạn, cái màu xanh lá cây này nè, nó nằm dưới cái thằng view 3, thì làm như thế nào? Đó, hiện tại là các bạn thấy là cái thằng view 3 nó đang nằm chính giữa đúng không? Bây giờ mình muốn là cái thằng view 2 này nè nó nằm dưới cái thằng view 3 ha. Thì ở cái thằng view 2 này nè, mình sẽ học một cái thuộc tính, đó là layout below ha, layout below. Đó, layout below nha. Rồi các bạn thấy khi mà mình đang học về mối liên hệ giữa các view con với nhau á, lúc mới nãy mình nói á, là mình phải truyền ID vô cái những cái thuộc tính mà có mối liên hệ giữa các view con với nhau. Còn cái parent á, thì mình sẽ xét cái giá trị là true hoặc false thôi. Còn ở đây là mình đang học về mối liên hệ giữa các view con với nhau, thế nên là mình sẽ truyền ID vô cho nó. Rồi bây giờ mình muốn là view 2 nằm dưới view 3, thì mình sẽ sử dụng cái thuộc tính đầu tiên là thuộc tính layout below. À, layout below. Thì hiện tại là mình đang ở view 2 này đúng không? Bây giờ mình muốn nằm dưới view 3 thì layout below mình sẽ truyền vô ID của view 3. Đó. Các bạn thấy là nó nằm dưới không? Đây. Các bạn sẽ thấy rõ là khi mà mình sử dụng cái below á, nó có layout below mà mình truyền vô cái
ID là view by thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm dưới này. Đó, nằm sát dưới của thằng view by luôn. À, rồi. Ngược lại. Bây giờ mình muốn á, là bây giờ là cái thằng view 1 này. À, view 1 này. Nó nằm hiện tại á, là nó đang là nó nằm bên trên của view 3 rồi đúng không? Bây giờ mình muốn là cái thằng view 1 này nó nằm bên trên của view 3 thì làm như thế nào? Thì mình sẽ có cái thuộc tính. À không, để mình demo luôn cái thằng view view 2 luôn đây đi. Rồi, ở đây ha, hiện tại nó đang nằm dưới cái thằng view 3 rồi đúng không? Thì bây giờ mình muốn á, là cái thằng view 2 này nó nằm trên của thằng view 3 thì mình sẽ có cái thuộc tính là hello layout of pole. À, layout of pole và mình set cho nó là view 3. Đó. Các bạn thấy không? Là các nghĩa là khi mà mình set là cái thằng view 2 nó nằm trên cái thằng view 3 thì các bạn sẽ thấy là cái cạnh dưới của thằng view 2 á nó sẽ thẳng hàng với cái cạnh trên của thằng view 3. Ha, nó thẳng hàng với cạnh view 3. Rồi, mình nhắc lại ha, mình sẽ có là layout pillow. Là nó sẽ là nằm dưới của một view nào khác. Ha, là view 2 này, nó sẽ nằm dưới view 3 là pillow. Và còn muốn nằm trên thì nó sẽ là layout of pole. Ha, layout of pole. Rồi, các bạn lưu ý giúp cho mình là thì low với uphole á là mình chỉ sử dụng được một trong hai thôi ha, mình không thể sử dụng chung cả thì low và uphole trong cùng một cái con ha. Ha, đó, như vậy là nó bị sai nha các bạn, như vậy là nó bị sai ha, tại vì là không thể nào mà vừa nằm trên mà vừa nằm dưới được ha các bạn lưu ý cho mình việc này ha, thì low với uphole á nó chỉ sử dụng được một trong hai cái thôi nhé. Không thể nào mà có cái chuyện vô lý mà vừa muốn nằm trên mà vừa muốn nằm dưới của một cái view khác được hết ha. À, các bạn lưu ý với mình cái việc này là cái uphole với pillow này. À, rồi, vậy thì bây giờ á, mình sẽ đổ lại ở đây là pillow đi ha. Rồi, bây giờ mình muốn là cái thằng view 1 này á là nó nằm trên của thằng view 3. Thì là mình sẽ set cái thuộc tính là layout of pole view 3. Đó, layout of pole view 3 ha. Rồi. Rồi tiếp tục ha. Bây giờ mình muốn á là cái thằng view 2 này nè. Bây giờ là mình đã có nằm trên nằm dưới rồi đúng không? Bây giờ mình còn thiếu là nằm bên phải và nằm bên trái nữa. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ á là mình muốn cái thằng view 2 này nè. Cái thằng view 2 này nó vừa nằm trên thằng view 3 và nó nằm bên trái của thằng view 3. Ha, vừa nằm trên và nằm bên trái. Ha, thì mình sẽ sửa ở đây lại là thành chữ là nằm trên là chữ gì? Uphole. Đúng không? Và nằm bên trái là mình sẽ có là to left up. Ha, to left up nha các bạn. Rồi, tôi lấy up của view 3. Đó. Rồi, các bạn nhớ giúp cho mình thêm một cái thuộc tính nữa là layout to left up. Ha. Rồi, thì ở đây nó sẽ là kết hợp giữa hai cái điều kiện là nằm trên view 3, view 2 nằm trên view 3 và nằm bên trái của view 3. Ha, nằm bên trái của view 3. Ha. Rồi, bây giờ mình muốn là cái thằng view 1. Rồi mình sẽ chỉnh lại một chút là cái thằng view 1 mình muốn là nó nằm bên phải của thằng view 3 và cũng nằm trên của thằng view 3 luôn. Ha. Thì ở đây là mình đã có nằm trên rồi đúng không? Mình đã có nằm trên rồi đây. Mình đã có nằm trên là above rồi. Bây giờ mình muốn là bên phải thì mình sẽ có là to right up. Ha. Right up. Đây. To right up view 3. Hay các bạn. Tôi là ở view 3 nhé. Rồi. Bây giờ mình nhắc lại ha. Mình nhắc lại cho các bạn nắm về cái phần này nhé. Rồi. Bây giờ mình xóa hết đi. Rồi. Hiện tại là bây giờ là mình có ba cái view này đúng không? View 3 này nó đang nằm giữa. À, view 3 này nằm giữa. Rồi.
Cái thuộc tính đầu tiên mình muốn nói là layout. Layout below ha, là nằm dưới ha, là mình sẽ là layout below. Nằm dưới của ai? Mình muốn là cái thằng mà gọi cái thằng layout below này nè, có nghĩa là view 2 này nè, nằm dưới thằng nào thì mình sẽ truyền ID của cái thằng đó vô. Ở đây là mình sẽ truyền ID là view 3. Ha, view 3. Rồi, bây giờ mình muốn tiếp theo là mình muốn là cái thằng view 1 này nó nằm trên cái thằng view 3 thì mình sẽ có cái thuộc tính là oppo. Mình sẽ truyền view 3 vô. Đó, các bạn sẽ thấy là nằm trên nằm dưới ha. Rồi các bạn lưu ý giúp cho mình là oppo với pilo sẽ không có sử dụng chung với nhau cùng một lúc được. Tại vì là không thể nào mà vừa nằm trên mà vừa nằm dưới được. Ha các bạn, ha, cái điều đó là điều vô lý nhá. Rồi, tiếp tục là mình sẽ có thêm một cái nữa, đó là nằm bên trái và nằm bên phải. Bây giờ mình muốn là view 1 nằm bên phải của view 3 thì nó sẽ là to right up ha, và mình truyền view 3 vô ha. Và bây giờ mình muốn là cái thằng view 2 này nằm bên trái của view 3 thì mình sẽ có là to left up view 3. Đó, hai các bạn. Rồi, cái đó là cái so với các view con với nhau. À, so với các view con với nhau. Rồi, mình sẽ qua thêm một cái chuỗi của cái thuộc tính cuối cùng. À, các bạn lưu ý giúp cho mình nha. Nãy giờ là mình đã học qua ba cái rồi. Là thứ nhất là so với view con, so với cạnh của view cha. Nè, view con. View con so với cạnh của view cha. À, view con so với cạnh của view cha thì mình sẽ có là layout elegant parent. À, layout elegant parent. Rồi, mình sẽ có tiếp theo là view con so với cha. À, so với cha thì mình sẽ có là layout center. Chấm 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 ha, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, đó. Rồi, cái thứ ba lúc nãy mình mới học là view con so với view con ha. Thì mình sẽ có một số cái ví dụ như là layout above, layout below, rồi to left of xuống hàng đi ha. To left up, to right up. Đó, rồi mình mở ngoặc thêm ở trong này luôn để cho các bạn dễ dễ nhớ ha. Thì ở đây là mình sẽ có là cái ở trong cái chấm 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 này nè, mình sẽ có là left right to bottom ha. Rồi left right to bottom ha. Còn ở cái center này mình sẽ có là in parent. Rồi, mình sẽ có là horizontal và vertical. Đó. Sẵn tiện là mình ôn lại luôn ha. Là có nghĩa là view con so với cạnh của view cha thì mình sẽ có là layout elegant parent left, layout elegant parent right, layout elegant parent top và layout elegant parent bottom. Còn view mà so với cái view cha thì mình sẽ có là layout center in parent, layout center horizontal và layout center vertical. Ha. Và view con so với view con, ha, các bạn lưu ý cho mình ha. View con nè, so với view con nha các bạn. Thì mình sẽ có bốn cái thuộc tính là layout above, layout below và to left up và to right up. Ha các bạn, cái này là so với view con nha. Với view con ha, mình sẽ học thêm một cái nữa, nó sẽ là view mình sẽ là cạnh view con. À sorry, mình sẽ là view con so với cạnh của view con ha. Đó, view con so với cạnh của view con ha. Rồi bây giờ mình sẽ xóa những cái này đi ha, để
tiếp tục demo cái phần cuối cùng. Rồi ở đây và ở đây. Rồi nãy lúc nãy là mình đã là view con so với view con rồi đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ có là view con so với cạnh của view con. À, so với cạnh của view con. Rồi bây giờ mình muốn á, mình sẽ có demo cho cái thằng test 1 này, cái thằng TT1 này ha. Rồi thì bây giờ á, là đầu tiên là bây giờ mình muốn là cái thuộc tính đầu tiên ha, thuộc tính đầu tiên nó sẽ là layout elegant ha. Layout elegant ha, thì mới nãy mình nói á, là cái thằng nào mà liên quan với cái thằng parent đó, cái thằng cha á, thì nó sẽ có cái chữ parent, còn nếu như mà liên quan với thằng con thì nó sẽ không có cái chữ parent ở trong đó đúng không? Thì ở đây là mình sẽ học là elegant parent top left right và bottom ha, top left right và bottom. Rồi bây giờ mình muốn á, bây giờ mình sẽ đầu tiên ha, đầu tiên là mình sẽ học cái layout elegant right. Rồi bây giờ mình thử mình truyền vô cái ID của thằng view 3 đi. À, view 3. Đó, thì các bạn thấy khi mà mình thằng view 3 này nè thì nó sẽ có như sau ha. Có nghĩa cái dòng này có nghĩa như sau, có nghĩa là cái cạnh phải của thằng view 1. À, cạnh phải của thằng view 1 nó sẽ trùng với cạnh phải của thằng view 3. À, đây, các bạn có thấy là nó đang xếp ngay hàng với nhau không? Đây, nó xếp thẳng đứng với nhau nè. Cạnh phải của view 1 nó sẽ trùng với cạnh phải của view 3 là khi mà mình sử dụng là layout elegant right. À, rồi, bây giờ mình cũng tiếp tục luôn. Ở đây luôn. Bây giờ mình muốn là mình sẽ thêm một cái thuộc tính nữa là layout elegant bottom. À, layout elegant bottom. Mình cũng cho view 3 luôn. À, mình cũng cho view 3 luôn. Đó, khi mà các bạn cho view 3 ha thì nó sẽ là cạnh dưới của view 1 nó sẽ trùng với cạnh dưới của view 3. À, nó sẽ trùng với cạnh dưới của view 3. À, rồi đó. Ok chưa? Rồi, tiếp tục ha. Ví dụ như bây giờ mình muốn là cạnh trên của thằng nghe bạn. View 1 nó sẽ trùng với cạnh trên của thằng view 3. À, không được chết. Hôm qua đi chết rồi mày không được chết. Huyết áp cao. Rồi, mình sẽ có là mình sẽ có tiếp theo ha, là mình sẽ có là elegant. Elegant top, à, layout elegant. Top. À, layout elegant top. Đó. Các bạn thấy là layout elegant top có nghĩa là cạnh trên của view 1 nó sẽ trùng với cạnh trên của view 3. Ha, à, và cuối cùng nó sẽ là elegant top left. Ok, left left. Layout elegant left. Ha, à, rồi view 3. Đó. Có nghĩa là cạnh bên trái của view 1 nó sẽ trùng với cạnh bên trái của view 3. Ha. Rồi, bây giờ mình nhắc lại ha. Mình nhắc lại ở đây. Rồi, mình sẽ có là mình sẽ thêm cái thằng so với cạnh là mình sẽ có là layout elegant. Và ở trong này mình sẽ chấm chấm chấm, mình sẽ có là left right top bottom. Ha, à, đó là mình nhắc lại ha. Cái thiết lập giữa các cạnh của view con với nhau ha, à, cạnh ha. Ở đây mình chỉnh lại ha, cạnh của view con đi. Cạnh của view con so với cạnh của view con. Ha. À. Rồi, thì mình sẽ có đầu tiên là layout elegant left. Mình truyền ID vô cho nó. Đó, khi mà mình sử dụng layout elegant left ở đây ha. Đó, left là nó sẽ thẳng hàng với nhau nè. Ha, à, thẳng hàng với nhau nha các bạn. Rồi. Tiếp theo là ví dụ như là layout elegant right. Ha, ba luôn. Đó, là hai cái này nó sẽ thẳng hàng với nhau. À, đây, thẳng hàng với nhau. Là tại vì là cạnh phải của view 1 nó sẽ trùng với cạnh phải của view 3, cạnh trái của view 1 nó sẽ trùng với cạnh trái của view 3. Rồi, tiếp tục là
Demo view 2 đi ha, view 2 đi. Là mình có left right rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ có là elegant top. À, elegant top. Elegant top view 3. Đó, nó sẽ là cạnh trên của view 2 trùng với cạnh trên của view 3. Và cuối cùng là elegant bottom. À, view 3 là cạnh dưới của view 2 nó sẽ trùng với cạnh dưới của view 3. À, đó. Thì hôm nay mình sẽ học bốn cái thuộc tính mà ở trong cái reality layout ha. Đầu tiên là view con so với cạnh của view cha thì mình sẽ sử dụng là layout elegant parent left right top button. Thứ hai là view con so với view cha thì nó sẽ là có layout center in parent, layout center horizontal và layout center vertical. À, cái thứ ba nó sẽ là view con so với view con thì nó sẽ có là layout oppose, layout pole nó sẽ là nằm trên, layout pillow nó sẽ là nằm dưới, to left up nó sẽ là nằm bên trái và to right up nó sẽ nằm bên phải. Và cuối cùng mình sẽ có giữa mối liên hệ giữa cạnh của view con so với cạnh của view con thì mình sẽ có là layout elegant. Layout elegant left là cạnh của view, cạnh trái của view con này sẽ trùng với cạnh trái của view con kia. Layout elegant right sẽ là cạnh phải của view con này nó sẽ trùng với cạnh phải của view con kia. Layout elegant top sẽ là cạnh trên của view con này sẽ trùng với cạnh trên của view con kia. Và layout elegant bottom sẽ là cạnh dưới của view con này trùng với cạnh dưới của view con kia. À, rồi, đó là toàn bộ những cái thuộc tính mà mình học trong ngày hôm nay. À, rồi, để cho các bạn hiểu rõ hơn á, thì mình sẽ có một số bài tập từ dễ đến khó. À, từ dễ đến khó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là dễ dàng với các bạn. À, rồi, chúng ta sẽ đi qua cái bài tập đầu tiên ha, là cái bài exercise đầu tiên. Mình sẽ làm hai cái view đầu tiên ha. Rồi, thì hôm nay á, mình sẽ có một cái luật như thế này. Sẽ là từng bài sẽ... Mình sẽ gọi cái bài đầu tiên sẽ là một cái bạn bất kỳ. Sau đó là bạn đó hoàn thành xong cái bài đầu tiên thì sẽ tiếp tục gọi tên một cái bạn khác để cái bạn đó sẽ show cái màn hình lên và mình sẽ giải quyết cái bài số 2. Và cứ thế tiếp tục để mình hết đến cái phần bài tập ngày hôm nay ha. Rồi, các bạn nào xung phong không? Thôi, cái đầu tiên dễ mà, cái đầu tiên áp dụng toàn pillow không mà. Có gì đâu. Ôi trời, demo hai cái luôn hả? Rồi ok, vậy thì mình sẽ demo một cái thôi, demo gì hai cái dữ. Ok, demo cái thứ hai ha. Ok, bây giờ mình sẽ demo cái thứ hai cho các bạn nắm rõ nha. Mình phải có một cái ví dụ thực tế đúng không? Rồi, cái thứ hai như sau. Cái thứ hai á là ở đây là mình sẽ tạo ra cái test view đi ha, mình tạo ra cái test view cho nó dễ ha. Thì cái test view này mình sẽ có là red, orange, yellow, green, rồi bla bla các kiểu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa nó đi ha. Mình sẽ tạo ra một cái activity mới đi. Rồi, mình đặt tên là Relative 2 đi. Rồi, Relative 2 ha. Rồi, qua bên cái Main Activity này mình cũng sửa lại để cho tí nó chạy lên cái Relative 2 luôn. Rồi, mình qua cái đoạn code nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sửa lại cái Constraint Layout này thành là Relative. À, Relative. Rồi, bây giờ mình có như sau.
Bây giờ mình sẽ có một số cái test view đúng không? Mình có một số cái test view, mình sẽ có wrap wrap content hết đi. Tại vì là mình thấy là trong bài á là nó chỉ là đúng với cái nội dung bên trong thôi, thế nên là mình wrap content nó. Rồi, mình đặt test cho nó ha. Ở đây ví dụ như là red. Ha, test background luôn đi. Test background. Rồi, mình giả sử như vậy ha. Các bạn có thể sử dụng padding để mình có thể cho nó rộng ra một tí cũng được ha. Đây nhá, padding nha. Padding mà Kindle các bạn hiểu rõ quá mà. Rồi, bây giờ mình copy đi ha. Copy. Mình làm 4 cái thôi ha. Còn 4 cái đúng không? 1 2 3 4. Ok, mình sẽ làm 4 cái này ha. Còn 3 cái này là các bạn làm ngược lại với 4 cái ở trên thôi ha. Mà thực chất là mình chỉ cần làm một cái thôi là các bạn hiểu rõ rồi. Red, orange, đỏ, cam, vàng đúng không? Yellow. Lục. Rồi, đây ha. Rồi mình sẽ set màu cho nó luôn ha. Màu cam. Màu vàng. Màu xanh. Rồi, đây mình sẽ có bốn cái test view như thế này ha. Rồi các bạn thấy là mình nó sẽ sắp xếp theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, màu xanh, đỏ, cam, vàng, lục đúng không? Đỏ, cam, vàng, lục. Rồi nó sẽ sắp xếp là nó sẽ so cạnh, so cạnh, so cạnh. Rồi, thì đầu tiên á là bây giờ mình sẽ sắp xếp cho nó là từng cái nó sẽ nằm ở dưới, nằm ở dưới, nằm ở dưới đúng không? Thì nằm ở dưới là mình sẽ sử dụng cái thuộc tính là pillow. À, để trước khi mà mình sử dụng cái này là mình phải đặt ID cho từng cái view con đúng không? Mình đặt ID. Sorry. Mình đặt ID ha. Rồi, mình đặt là TT red. TT1 đi. View 1 đi. Mình đặt cho nó lẹ. Đặt tên dài quá. Rồi mình copy path ra đi rồi xong rồi mình sửa cái ID lại ha. Rồi, view 2 nè. View 3. View 4. Ha, à, rồi. Bây giờ đầu tiên là mình thấy là cái thằng view 1 là nó đứng trên cùng đúng không? Thằng view 1 nó đứng trên cùng. Rồi tiếp tục là tới cái thằng view 2. À, tới cái thằng view 2. Thì mình sẽ có là layout pillow của view 1. Đúng không? View 1. Rồi, thì cũng tương tự luôn. View 3 nó nằm dưới view 2 thì mình sẽ có là layout pillow view 2. Rồi, tiếp tục là mình sẽ có layout pillow của cái thằng view view số 3 nó sẽ nằm view số 4 nó sẽ nằm ở dưới view số 3 thì mình sẽ có là view 3. Đó, mình sẽ có là đỏ, cam, vàng rồi đúng không? Tại sao cái này nó lại không có đúng kích thước? Tại vì là ở đây là mình đang là wrap content ha. Còn ở trong cái bài á, các bạn có thể sử dụng button để cho nó đúng kích thước cũng được ha. Không sao hết. Có gì đâu. Rồi. Tiếp tục. Mình thấy là cái này nó đang nằm chính giữa nè. Đúng không? Mình thấy cái này đang nằm chính giữa. Thì để mà nó nằm chính giữa thì mình sẽ có là gravity. Đúng không? Gravity ở đây. Mình cho nó center. Đây. Rồi, center. Nhưng mà khi mà bạn center này á, các bạn sẽ thấy là khi mà center thì nó đều nằm ở chính giữa như thế này. Mà khi mà bạn dàn đều nó ra á, thì nó không có phải như cái phần ở trên này, đúng không? Tại vì là nó nằm ở bên phần bên trái nữa. Thế nên là ở đây mình sẽ thêm là left. Đó. Mình nằm đại đi, rồi tí mình sẽ tính sau ha. Hoặc là mình có thể sử dụng là center parent cũng được ha. Rồi, mình cứ tính cái chuyện đó sau. Rồi, tiếp theo là bây giờ mình thấy là cái thằng orange này nè. Thằng orange này là nó đang nằm bên phải của thằng red. Đúng không? Cái thằng orange này nè, nó đang nằm bên phải của thằng red, đúng không? Thì nằm bên phải thì mình sẽ có là gì? To right up của cái thằng red là cái thằng view 1. Đó, các bạn thấy không? Rồi, cũng tương tự ha. Cái thằng yellow này nó cũng nằm bên phải của cái thằng view 2.
là view 3 nó đang nằm bên phải của thằng view 2, thì mình sẽ có là to right of của view 2. Đó. Rồi, cũng tương tự luôn ha. Tương tự là cái thằng view 4 này nó cũng nằm bên phải của thằng view 3, thì mình là to right of của cái thằng view 3. Đó, của thằng view 3. Rồi, thì bây giờ mình thấy là nó chưa có giống lắm đúng không? Nó chưa có giống lắm. Thì ở đây á, là mình sẽ có center imparent true. À, sorry. Đây ha, đây. Step 1, mình sẽ là center parent. Đó. Nó sẽ nằm chính giữa ha, hoặc là các bạn có thể là center vertical cũng được. Center vertical thì nó hợp lý hơn. Hình như vẫn chưa hợp lý lắm đúng không? Vẫn chưa hợp lý lắm. Vậy thì print rồi đúng không? Center, để mình xem lại cái hình xem. Đúng rồi. Vậy thì cái graffiti này mình để center thôi là ok rồi. Đó, mình để center là ok rồi. Tại vì là những cái này á tại vì là nó đều với nhau, thành cho nên là bốn cái này á là nó sẽ chung hết. Nó sẽ tràn ra đúng cái màn hình luôn. Còn ở đây tại vì là nó đang lồi lõm khác nhau, thế nên là mình thấy như vậy thôi, nhưng mà thực chất là nó đúng rồi. Các bạn chỉ cần là graffiti center thôi ha. Còn những cái màu còn lại đúng không? Ba cái màu còn lại thì mình cũng làm tương tự thôi, mình cũng làm tương tự như ở đây. Nhưng mà thay vì là mình là to right up đúng không? To right up thì mình sẽ demo thêm một cái nữa ha. Mình sẽ tạo ra một cái test view nữa đúng không? Đây, mình tạo ra một cái test view nữa. Rồi, cái màu đó là màu gì? Màu blue. Đây ha, blue đi ha. Rồi, blue. Thì cái thằng blue này á, mình cho là view 5 đi. Rồi. Ở đây mình xóa đi. Rồi, bây giờ mình thấy là cái thằng blue này nó sẽ nằm bên dưới của thằng green đúng không? Là có nghĩa là mình sẽ là pillow của cái thằng view 4. Đúng không? Đó, pillow của thằng view 4. Nhưng mà mình thấy là cái thằng blue này nó sẽ nằm bên trái của cái thằng green này, bên trái của thằng view 4 này, thì mình là to left up. Ha. To left up của view 4. Đó. Rồi. Những cái kia cũng tương tự thôi ha, những cái kia cũng tương tự. Bài này là mặc định của nó là cái button đó, cái button ha. Mà lúc nãy là mình kêu là cái test view là để cho mấy bạn set cái color cho nó dễ. Còn nếu như các bạn sử dụng button cũng được ha, không có vấn đề gì hết ha. Rồi, nó dễ mà, tương đối dễ mà, các bạn cứ làm lần đi. Các bạn cứ làm lần là các bạn sẽ làm từng bài từ dễ đến khó, là các bạn sẽ thấy là nó dễ dàng với các bạn thôi, chứ không có cái gì mà khó khăn hết ha. Cái Relatila này này các bạn, là lúc mới nãy á, là mình sẽ lấy cái red đúng không? Mình sẽ lấy cái red là mình làm chính. Hoặc là các bạn có thể lấy cái green làm chính cũng được. Đó, green làm chính, hoặc là cái violet mình làm chính cũng được ha. Tùy theo các bạn muốn các bạn sắp xếp như thế nào ha. Tại vì là mình đã có đủ hết các thuộc tính của 4 chiều rồi. À, rồi. Ừ, đúng rồi, center imparent ha, center imparent nó sẽ vô chính giữa nha. Còn graffiti bình thường thì nó cũng vô chính giữa thôi, còn cái center imparent á là nó sẽ đưa cái view vô cái chính giữa của cái layout ha. Rồi, bây giờ bạn nào đầu tiên? Đâu, bạn nào đầu tiên đâu? Chết rồi, sẽ im ru hết vậy. À, Trương Gia Phú đúng không? Ờ, à, Hiếu đúng rồi. Bài đầu tiên á, cái bài thẳng đứng nè. Ok Hiếu, rồi. Hiếu người đầu tiên ha.
Rồi Hiếu show màn hình đi Hiếu. Ôi. Rồi, làm lại từ đầu đi nha Hiếu. Thấy mới vô cái thấy làm xong rồi. Mấy cái đề á là mình có để sẵn ở trên web hết rồi nha các bạn. Các bạn cứ lên web các bạn bật vô cái phần bài tập á là sẽ có hết ha. Nãy giờ mình học mấy cái thuộc tính á, là nó đều là cho cái thằng view con hết nha Tâm ơi. Chứ không có cái nào mà cho cha hết đâu ha. Ok, Thầy. Rồi ok. Rồi tiếp theo đi. Dạ bài Chào bạn Nguyễn Đức Nguyễn Đức Long. Long. Ok Long. Long nha Long. Ủa sao vậy? Long đâu? Sao vậy? Long chưa gì mà đã sợ hết rồi hả Long? Rồi vậy thì Hiếu gọi cho mình bạn khác đi Hiếu. Dạ Dạ rồi, rồi, bạn bạn hợp học đi. Hợp hả? Ok, hợp. thầy ơi, ví dụ như em không bằng điện thoại thì làm sao mà view được ạ? Ồ vậy hả? Rồi ok. Vậy thì bạn khác đi. Bạn Bạn Tú Tú thôi. thôi. Alo. Alo. Tú, Tú đâu rồi? Lớp có hai bạn nữ ha. Làm bài Làm 2 bài đó. Ờ đúng rồi, bài số 2 đi ha. Cái À, đèn làm ạ. ok, cứ show đi, cứ show màn hình đi. Đang làm thì càng tốt thôi. Cái đèn làm ạ.
Bây giờ giờ sáu là bài 2 hai à, bài 1 như vậy cũng ok rồi đó, biết pilo rồi, bây giờ là bài 2 thử xem. Bài 2 nâng cao lên một tí. Ủa các bạn có vô được cái website của mình không vậy? Được rồi. À, được mà đúng không? Okay. Nút nó nhỏ hả? Nút nó nhỏ thì set cho nó bự lên hả? Chứ bây giờ nhỏ rồi mình biết làm sao? Ừ, rồi ok, cảm ơn Tú. Rồi Tú cho một cái tên của bạn tiếp theo đi. À, bạn Lộc. Lộc hả? Ok. Xin mời Lộc. Lộc đâu rồi? Lộc ơi. Ủa, Lộc ao rồi? Đâu có thấy Lộc ở đây đâu ta? À có mà. Lộc đâu rồi? Rồi, vậy thì Tú là cho mình xin một cái tên khác đi Tú. À, vậy bạn Đức Long nãy là bạn chưa làm cho mình ạ. Rồi, ok, Đức Long.
không thoát được đâu Đức Long à, càng ngày bài càng khó nha các bạn. Rồi Đức Long, bài tiếp theo thôi. Sao Đức Long có điều gì muốn nói? Mạnh dạn lên chứ, trời ơi. Bạn nét qua cho hai bài rồi còn đâu. Rồi các bạn đã làm rồi. Các bạn đã Tú làm rồi. Đúng rồi, các bạn tiếp theo đó. À, ok, vậy thì đợi mình một tí ha, để mình up lên Drive rồi mình gửi link cho các bạn. À, mình gửi cái bài qua Zalo đi ha, cho nó nhanh. Mình gửi bài qua Zalo. Rồi đó, mình cứ gửi cái phần bài tập qua Zalo rồi đó. Ủa Hải, mình có gửi cái bài ở trên Zalo á. Bạn không thấy hả? Set layout cha là sao anh? Mình chưa hiểu vấn đề lắm. Cái okay, gravity thôi. Em nhấn không ra gì chưa? À, thì mình xét cái thuộc tính gravity ở trên cái layout cha là được mà. Sai gì không? Không có dùng chữ layout á. Giống như tự giống như tự. Hải thử lại xem đi Hải, chứ mình gửi file đúng rồi mà.
Rồi bây giờ làm sao để cho nó phun phun ra hết cái đống kia đây Long? Cái button màu cam đó, bây giờ làm sao phun ra đây? Rồi, sao phun ra? Rồi bạn nào giúp bạn Long làm sao mà cái nút màu cam để nó phun ra hết cái phần còn lại không? Long chỉnh lại dùng to right. To right là like and rồi ai support cho bạn Long làm sao chuyển được mấy cái button vô chính giữa kìa. Long sử dụng Gravity bị sai rồi, không phải Gravity đâu. Khác xem ai support được bạn kìa. Đúng rồi đó, vertical á. Dùng cái vertical là rồi làm được hai cái button rồi, còn cái button bên phải làm sao giờ?
À, support bạn Long tiếp coi. Kìa Tú support kìa Long. Trời ơi, lên xem Tú chỉ kìa. Tú chỉ là dùng layout center imperant và layout elegant imperant right. Rồi xong rồi xài thêm một cái nữa là elegant imperant right. Rồi ok, tiếp tục. Rồi An gợi ý cho Long là mình làm cái button số 4 trước, rồi xong rồi cho cái button số 6 nằm ở trên. An gợi ý vậy đó. Làm cái button số 4 trước, rồi cho cái số 6 nằm ở trên. Bây giờ số 4 là nó nằm ở dưới rồi đúng không? Số 4 nằm ở dưới rồi, bây giờ làm sao mà cho nó full ra? Cho nó full cái width ra. Bảo gợi ý là sử dụng layout elegant parent left rồi layout parent right. An cũng đồng ý như vậy. Ôi mấy bạn phụ thuộc quá, mấy bạn phụ thuộc vào cái này quá. Tại sao mình không nghĩ ra một cái cách đơn giản hơn là mình xét cái width của nó thành map parent. Cần gì phải left right, trong khi là cái width của nó mình xét map parent được mà. Đúng không? Còn gì mà elegant parent left với elegant parent right làm gì? Ok ok, rồi, rồi tiếp tục. Rồi bây giờ còn một cái nút nữa đâu. Bài 2 là cái bài sắp xếp màu hả An?
sắp xếp màu hỏi Tú kìa, Tú mới demo xong, mới vừa xong Tú làm đẹp đẹp. Sử dụng đơn giản lắm An, mình cứ cho nó below, below của mỗi cái là xếp dưới á, xếp dưới rồi xong rồi mình sử dụng to right up hoặc là to left up là được. Đúng rồi, cái tầng tầng đó, tầng tầng thì mình sẽ kết hợp giữa hai cái là layout below với lại là layout to right up hoặc là layout to left up. Ok. Cái đó là giá xui. Below gì nữa? Long below gì nữa? Bây giờ mình xếp trên mà, xếp trên thì nó sẽ là cái gì? Rồi, bây giờ chính giữa làm sao? Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Long. Rồi, Long cho một cái tên tiếp theo đi. Long cho mình một cái tên tiếp theo đi. Không có ai xung phong đâu, Long ơi. Cho một cái tên đi cho nó minh bạch. Rồi, An là bài tiếp theo, An ơi. Long đề xuất An kìa. À, cảm ơn Long. An đâu nhỉ? Long nghe rồi. Rồi, làm hình tiếp theo đi An. Ok, mấy bạn này support mình ơi, biết làm đâu. Rồi, chị xong rồi đó. Rồi cái đó đó. Đúng rồi. Nó màu xanh lắm, nằm ở trên. Ok, cái xích cái leo tràn sao thầy? Em nhấn nó ra nè. Rồi xong rồi, nhấn cái gì ở đâu đó? Nhấn cái gì mà nó không có thuộc một cái widget hay là một cái view nào hết vậy? Nhấn đâu ở ngoài vậy? Như đâu vậy? Được. Không khác gì. Rồi à, bạn sao? Rồi bạn nào hỗ trợ cho bạn An đi. Bài đó nó có chữ top content kia làm như thế nào giờ? Đây là này. Nghe cái đó. Nãy giờ mình học là mình chỉ có ở trong cái cho cái view con thôi mà mình đâu có đụng đến cái related layout đâu. Kìa yeah, Hiếu Hiếu support kêu là sử dụng layout center horizontal. Layout center. Cái này là người ta ho hori là nằm ngang theo trang. Đây, xong mình sẽ đẩy lên đây nè. Đây, ra kìa.
Rồi tiếp tục. Cái này làm cái nào đó? Làm cái bót không đi cũng như vậy. Tên giữa ngang này, hồi nãy cái này của bạn Long thêm cái nằm dưới. Cái này Okay. Giờ ba nút nằm giữa. Nằm giữa. Nằm giữa. Nằm giữa là ho. Center ho. Center ho. Dọc trái. Nằm giữa mà xuống giữa tay là sao ta? Mà xin tỏ cho đi đi. Ai nào đây? Cái này nó giống này thầy. Ai đâu biết. Chắc là trong rồi. Em thấy nó phục vô nhiều quá nè. Quân làm tới cái bài ở phía dưới rồi hả? Nhanh vậy. Đúng rồi, xài Rabible hả? Tí tới cái bài đó. Tiếp tục đi An. Gần xong rồi. Cái này nó có làm giống này không thầy? Ai đâu biết. Giống như là bài đấu khác như bài đó. Khác chứ. Thấy ba cái nút đó là nó đều cánh trái, cánh phải, cánh giữa không? Còn cái nút bên này là nó đều nó nằm bên trái với nằm bên phải mà. Hai cái nó khác nhau mà. Thấy không? Vậy cái này, cái khoảng trắng này mình làm cái margin luôn thầy. Ok, khoảng trắng xài mặt kinh cũng được luôn, nhưng mà bây giờ làm sao mà để cho nó hiển thị ra được cái nằm bên trái bên phải, nằm dưới nằm trái. Có cái nút số 2 hay trung tâm đi thì mình căng hai cái nút theo theo cái nút số 2. Nhưng mà căng là nếu mà mình căng có một cái trái thì nó sẽ nằm như vậy, là mình phải set nó hai cái điều kiện đó, đúng không? Cho hai cái tảng dưới nó cùng nhau nữa. Ủa, làm cái bài bên kia xong chưa mà sao mà qua cái bài bên đó rồi? Đâu, lại kiểu như là ý tưởng này, nếu như mình xét cái một này nó nằm bên trái thì nó sẽ như cái bức tường 6 nè. Mình phải kéo cho nó xuống nữa. Giờ mình xét cái 2 mình nằm ngay trung tâm đi, sau cái mình xét cái số 1 nó theo cái số 2 này. Xong bắt đi luôn.
Ông ơi sao mắc kinh quá, quá. Được. Mắc kinh đâu? Mắc kinh cái số 1 số 2 vậy, cái 2 cái 3 là được. Cái số 2 đây. Sao chị bạn mà cọc giữ hai hòn? Hòn chỉ từ từ thôi chứ. Chỉ mà cọc quá bạn sợ đó. Cọc với thầy, vui vẻ. Này có ghi từng ghi cái này mày. Hòn support cho bạn tận tình vô coi. Cái hai này đây cái màu vàng. Rồi nó dính luôn nè. À, xong rồi bắt đinh đi, lấy cái nút màu đen á, bắt đinh bên phải. Nó cách ra khoảng à. Một là đi. À mắc kim đi pin lộn, xin lỗi, dữ vậy. Cọc quá chắc tí lượt tiếp theo chắc Minh Hoàng lại. Lấy cái số 2 á, pin trái xuống bên phải. Mắc kim. Đây, vô cái vàng mắc kim đúng không? Lấy cái nút ở giữa, mắc kim trái xuống bên phải. Ừ. Mắc kim bên trái đi. Cho 5 hay 10 dB được rồi. Ủa sao chữ lên khô vậy? Chỗ mà ok, cái này cái số 3 tương tự. Rồi bạn này muốn làm xuống ngon đi, mình không gọi nha. Sai rồi, tôi laptop mà sao SP kìa. Cái mặt kinh mà sao là SP được. Mình nói SP là sử dụng cho cái gì? Biết rồi, bữa trước em mưa quá nghe cái gì chưa nghe lỏi. Ôi, màu đỏ. Rồi, màu đỏ này chưa cắt ra mà. Cái màu xanh, màu ớt tơi, màu ớt tơi. Đây rồi đây, nằm bên phải màu vàng. Ủa, cái này màu vàng rồi. À, cái này mình toilet mà bên trái. Có tu rai không ta? Thầy ơi. Ở luôn. Ừ, sao Tâm? Cái con mà so với cái cha mà so cái cạnh là alien gì thầy? Gì? Nói lại. Cái con đó mà so với cái cha mà so cái cạnh thôi thầy. Cạnh nó trùng cái cạnh đó thầy là cái alien gì á thầy? À, alien parent. Chấm chấm chấm. Dạ. Rồi, vậy là xong đúng không thầy? Rồi, ok, cảm ơn An. Rồi, bạn tiếp theo. Đâu, bạn này muốn làm đâu? Làm cho thầy chỉ giỏi này, đợi giỏi nữa. Làm không? Em làm này giỏi nha. Gọi đi An, lẹ lên. Kêu bạn nào may mắn này. Không có nguồn nào xung phong làm nữa rồi. Gọi đi là mấy bạn tự giác thôi. Cho em lần nữa không thầy? Rồi ok, An làm bài tiếp theo đi nếu như mà An xung phong. Rồi lần nữa, mấy này không xung phong, mấy bạn sẽ dừng nào nó... Nó dành thôi.
Này em mở cái mới thầy, em chỉ em mở mới em nghĩ cái này thầy. Không thấy gì luôn ấy. À em chưa show. Kiểu như là nêu cái layout mình code tiếp chứ mình không phải là mình nêu cái project. Thì nhớ chụp phải vô cái layout, chọn new cái layout thôi. Nêu layout. Đây mình chọn gì thầy? Layout resupply kìa. Ai đó. Rồi mình set cái set ở trong cái main activity Java ấy. À. Chỗ này đúng không thầy? Rồi, đổi lại tên cũng đi. Đổi nguyên cái dòng luôn, luôn hay là có gạch men không mày? À, ok. À, còn cái này là xóa cái chữ về. Xóa sao đỏ gì vậy? Luôn. Chưa đúng mặt rồi. Relative layout. Container. Cũng là test. Button một là cái này làm button khác nữa hay là làm tích view cũng được thôi. Ừ, cái nào cũng được, được nhau. Nằm bên trái. Giữa dọc trái là vertical. Nó ở giữa rồi, mình đẩy nó lên. Tốt. À, mình tình một hai ba bốn xanh đỏ tím vậy. Đỏ lắm thì à gửi thứ một nằm dưới đây cái màu đỏ hình như là kiểu như nó đúng thuộc tính gì mà không chịu rồi. Tinh này nằm bên phải. Mình phải so cho mày. Bên phải. Giữa. Giữa.
Halimoto. Nó ở dưới vertical mất tận năm ở giữa sáu bảy tháng chín thành là tím vàng lục lục xanh lục lam. Thầy ơi, thầy ơi. Tôi gọi đó chứ trong laptop là bên trái bên phải của cái thằng em sao đó. Còn ở trên với ở dưới là gì thầy? Below và above. Dạ cảm ơn. Nằm giữa center in balance. Cái gì là em? Cái gì là em? Thank you.
mày sẽ nhảy lên này. Nào bằng dùng view đi chứ, view con giữa view con với nhau đâu có cái gì. View con với view con rồi lên lên bắt bắt lên con này. View con với view con mà lên này em. Ủa em có ghi vậy sao nó không nhảy như trời không. Thấy parent đâu không rồi let to off rồi thì đó thì nằm bên trái đó giờ nó nhảy trên. Ủa to let off là nằm bên trái mà liên quan nhảy trên, còn nhảy trên nó có thuộc tính khác của nhảy trên chứ. Cái này đây em chép em thấy nằm trên above left hay nằm chơi đó là lên bên trái nào. Nằm chơi bên trái luôn. Ủa thầy ơi sao em xét cái bedding đó nó không có cách ra thầy. Bedding là nó bedding ở phần trong mà. Có nghĩa là ví dụ như là test view mà bạn testing bedding thì nó sẽ bedding cái phần chữ nội dung chữ ở bên trong á, còn bạn muốn cách ra thì phải là mật kín chứ. Dạ dạ dạ. Câu 7 cũng nằm trên nhưng mà bên phải. Nằm trên. Thầy cái logo đinh NT của thầy là thầy chụp xong rồi thầy bỏ vô thầy. À, lấy cái hình nào cũng được, mình demo mà. Ê, ý là cái email đúng không thầy? Đúng rồi, email. Dạ rồi, dạ rồi. Nhanh vậy, mấy bạn làm tới bài cuối luôn rồi. Ôi, kêu nó làm cái gì? Rồi, từ từ ha, để An làm xong rồi xong rồi mình hỏi mình hướng dẫn cho các bạn cái cuốn sách ha. Mỗi buổi mình sẽ thêm một tí, mình sẽ lồng ghép vô để cho nó đầy đủ tính. Cố lên An, còn 2 nút nữa thôi. Lên. Có chưa? Phải có rồi, bắt buộc. Các bạn làm giỏi quá làm kịp. Nằm dưới là alo đúng không? Video. Ủa thầy ơi sao em xét cái center inspire true của thầy mà nó không có giữa thầy, nó cứ xíu xéo hay gì đó. Là sao xét cái center inspire true là nó vô chính giữa đúng không? Dạ mà nó không có vô thì nó kiểu nó vô 40%. Vô 40%. Em dụ gì vô 40%, có coi lại xem thử là có cái thằng nào nó đang có quan hệ với cái dạ, đó, dạ, đó dạ. Không? Dạ 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 dạ. Rồi ok, cảm ơn An. An làm đúng giờ thiệt luôn á, đúng 4 rưỡi luôn nè. Rồi ok, cảm ơn An. Rồi. Mình An tắt cho mình đi. Rồi, bây giờ mình nói thêm về cái phần bài cuối ha. Bài cuối nha. Rồi. Cái phần bài cuối như sau. À, cái phần bài đăng nhập đây các bạn cũng phải làm luôn ha các bạn. Phải làm hết ha. Rồi cái phần bài cuối ha. Bài cuối á, thì cái phần email này nè. Cái email view này nè. Là bình thường rồi đúng không? Các bạn cứ set một cái email view vô thôi. Rồi
Còn cái mà female với male này nè, nó là một cái radio button. À, radio button các bạn xét cái background cho nó thôi. Mà bây giờ các bạn làm như thế nào mà để cho nó canh như thế này mới ok nha. Mình cho phép các bạn là các bạn sử dụng Lanila luôn. À, mình cho phép các bạn sử dụng Lanila, mình có thể kết hợp giữa Lanila với Relatila luôn. Nhá. Rồi. Ở đây nó có thêm một cái mục ở đây. Là ban đầu á, là mình giới thiệu cho các bạn cái edit test đúng không? Edit test thì mình sẽ có một cái placeholder, một cái hình ở đây đúng không? Đi hình ở đây. Đây mình demo sẵn luôn ha. Đây bây giờ mình xóa cái này đi. Đây mình xóa cái này đi. Dạ. Rồi, thì mình demo cái edit test như sau ha. Chết rồi, lag quá rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái edit test đúng không? Đây, mình có một cái edit test và mình match parent và wrap content nó. Rồi, sau đó là mình sẽ có một cái hình đúng không? Một cái hình ở đây, ví dụ như là nhập họ và tên đi. Đây ha, tại vì ở đây mình đang Gravity Center. Đây, mình có một cái edit test ở đây đúng không? Bây giờ mình thấy là cái edit test ở trong cái bài tập của mình có thêm một cái hình ảnh ở đây. Ha, mình có thêm một cái hình ảnh ở đây. Thì mình có thêm một cái hình ảnh ở đó, mình sẽ học thêm một cái thuộc tính. Đó là thuộc tính Browsable. Ha, Browsable. Thì Browsable nó cũng có nhiều loại Browsable các bạn. Left, top, right, star, bottom. Đầy đủ hết. Thì các bạn thấy là cái hình của mình này nó đang nằm bên trái của cái edit test. Đúng không? Nằm bên trái của edit test thì mình sẽ sử dụng là Browsable left. Ha, Browsable left. Và sau đó mình sẽ truyền vô cái hình ảnh ở trong này. Rồi thì mình sẽ có hai cách để mình truyền hình ảnh. Thứ nhất là các bạn sẽ add một cái hình ảnh vô. Ha, add một cái hình ảnh vô và các bạn gọi cái hình ảnh vô, hình ảnh đó vô trong này ha. Ví dụ như ở đây mình có một cái hình ảnh ở đây đi. À, cái hình ảnh này nó hơi bự ha. Hình ảnh này hơi bự một tí. Thôi kệ, mình demo cho các bạn mà. Các bạn tự về nhà tìm một cái hình ảnh cho nó phù hợp với lại, hoặc là chỉnh lại cái hình cho nó phù hợp ha, chỉnh lại kích thước cho nó phù hợp. Thì mình sẽ gọi cái bit ở đây. Đấy, mình sẽ gọi cái bit ở đây ha. Nhưng mà cái bit ở đây nó hơi bự một chút ha. Cách thứ hai ha, là mình cũng sử dụng cái Rainbow LED này luôn. Nhưng mà mình sẽ sử dụng một cái tính năng ở trong cái Android Studio, đó là Vector Image hoặc là cái Image Asset hoặc là Vector Asset. Hay các bạn ha, ở đây các bạn chỉ cần nhấn chuột phải vô cái Rainbow này, các bạn chọn New giúp mình ha, và các bạn chọn Image hoặc là Vector Asset. Image á là mình sẽ thêm một cái hình ảnh vô và nó sẽ tạo thành một cái asset cho mình, hoặc là các bạn sử dụng cái vector này giúp mình cũng được ha. Sử dụng cái vector trong này, ở trong này nó có cái phần clip art này nè các bạn. Các bạn click vô cái icon ha, click vô cái icon thì nó sẽ load ra rất là nhiều cái icon mà nó đã có sẵn ha. Nó đã có sẵn Android, nó đã có sẵn ở đây. Và sau đó các bạn chọn đại một cái ha. Ví dụ như mình chọn cái like đi, nút like đi đúng không? Rồi mình nhấn ok. Và mình sẽ có thể mình điều chỉnh cái size cho nó cũng được ha. Mình điều chỉnh cái size ở đây. Và mình sẽ điều chỉnh được cái color cho cái màu đó luôn. Cho cái vector đó luôn ha. Ở đây ha. Và các bạn có thể set được cái opacity là cái độ mờ ấy. Cái độ mờ cho nó ở đây cũng được luôn. Hoặc là cái này là các bạn đang sử dụng clip art đúng không? Hoặc là các bạn có thể load một cái file. Thì cái file có định dạng là SVG hoặc là BSD đều được hết ha. Mình sẽ load cái file vô ở trong cái nguồn này. Còn bình thường nếu như mà các bạn làm demo sơ sơ thì mình có thể sử dụng clip art này cũng được ha. Rồi, sau khi mà các bạn sử dụng clip art xong, các bạn nhấn next giúp mình ha. Đó, nhấn next giúp mình thì nó sẽ view cho mình trước xem thử là cái clip art nó nằm ở đâu và cái tên của nó là như thế nào. Rồi, các bạn nhấn finish. Đó, thì mình sẽ có một cái vector ở đây ha. Mình sẽ có một cái vector mình đặt tên là IC, Payline gì đó, bla bla các kiểu. Thì các bạn chỉ cần gọi cái thằng đó ra thôi ha. Đây ví dụ như là IC Byline đúng không? Đây. Đó, các bạn thấy là khi mà mình gọi ở trong cái phần Rainbow ra rồi đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái hình ở đây. Ha, à, nó sẽ có một cái hình ở đây ha. Rồi, nhưng mà các bạn thấy là nó sát quá. Nó sát quá đúng không? Thì mình sẽ có thêm một cái thuộc tính là Rainbow Bedding. Ha, Rainbow Bedding thì mình cho bedding nó ra thôi, ví dụ như là 10 dB nè, các bạn sẽ thấy là nó sẽ cắt ở 10 dB. Ha. Đó là cái phần Rainbow ở trong cái edit test ha. Cái đó là phục vụ cho cái việc là
bài của bài cuối cùng của cái phần này ha. Thì bài tập phần hôm nay á, bài tập phần hôm nay ha các bạn, là các bạn phải hoàn thành giúp cho mình một cái màn hình đăng nhập ở phía trên này và cái màn hình đăng nhập ở phía dưới này. Kèm theo đó các bạn tự tạo ra giúp cho mình một cái giao diện, tự các bạn suy nghĩ ra ha, tự các bạn suy nghĩ ra. Các bạn có thể sử dụng Lanila cũng được, các bạn có thể sử dụng Relatila cũng được. Sau đó là các bạn thiết kế dựng lên cho mình cái giao diện đó. Sau khi mà các bạn làm xong rồi thì các bạn nộp bài tập, cũng là các bạn bắt cái hình lên trên cái group giúp cho mình và các bạn mở ngoặc ra giúp cho mình cái phần mà giao diện mà các bạn tự làm ấy là các bạn sử dụng cái layout nào để các bạn làm cái đó ha. Và cái deadline để cho các bạn làm á, tại vì là từ đây đến thứ tư nó rất là dài ha, thế nên là cái deadline là sẽ là 12 giờ ngày thứ tư ha, vẫn là 12 giờ ngày thứ tư. Thế nên là phần bài tập của cuối tuần hôm nay nó sẽ dài hơn một tí, là có nghĩa là các bạn sẽ làm hai cái trang đăng nhập này giúp mình và kèm theo đó các bạn sẽ tự suy nghĩ và sáng tạo ra một cái layout và các bạn tự thiết kế dựng lên và các bạn nộp bài tập là gồm ba cái hình ảnh ha, đó là hai cái hình màn hình đăng nhập và một cái phần giao diện mà các bạn tự thiết kế ha. Đó là cái phần nội dung của mình ha. Rồi Tâm có thể xem lại ở trong cái phần video của mình ha, mình sẽ up cái video lên rồi mình gửi cái link cho các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Hôm sau thì mình sẽ học thêm một cái layout nữa, là content layout ha. Mình học thêm một cái layout nữa và kèm theo đó là qua cái bữa sau nữa thì mình sẽ học hết tất cả các thuộc tính ha. Nói hết tất cả các thuộc tính thì không đủ thời gian, mà có nghĩa là mình sẽ học hết một số cái thuộc tính mà các bạn thường sử dụng ở trong cái widget, là xem như là xong hết cái tuần sau là mình sẽ hoàn thành cái phần layout và cái tuần tiếp theo là mình sẽ bắt đầu mình vô cái phần xử lý ha các bạn. Rồi thì hôm nay là mình sẽ dừng tại đây ha. Rồi mình chào các bạn. Ba thầy.